Mẫu đèn này có tên gọi là đèn pha màu phong cách gia đình sang trọng. Đèn được thiết kế rất là nhỏ gọn để mọi người có thể dễ dàng kêu lắp. Đèn được sử dụng bóng led 7 màu nên mọi người yên tâm, nó rất là tiết kiệm điện và rất là bền. Đèn sử dụng tốt cho không gian từ 15 cho đến 40 mét vuông. Mọi người còn có thể mua để trang trí ở những cái sảnh tiệc, những sảnh nhà hàng, khách sạn 5 sao sang trọng. Đèn có rất là nhiều kiểu đổi màu khác nhau. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế là showroom của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa VOL1R08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.